Manchester City sẽ phải hành quân đến sân của Everton trong trận đá bù vòng 16 Premier League 2020-2021. Đoàn quân của Pep Guardiola rất cần một chiến thắng để bỏ xa nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Everton lại đang nhận được sự kỳ vọng của cả nước Anh về việc chấm dứt chuỗi ngày tàn sát của Man Xanh. Trong video ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Bóng Đá M Plus có những nhận định, phân tích trước cuộc chạm trán của hai chiến lược gia đại tài của bóng đá thế giới, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola. Vẫn chưa có đội bóng nào có thể cản được Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola vẫn đang bay cao trước ngôi đầu với 53 điểm, nhiều hơn đội xếp sau là Man United 7 điểm và bỏ xa nhà đương kim vô địch Liverpool tới 13 điểm. Kể từ lần đánh bại Southampton hồi tháng 12, Man Xanh đã thắng liền 16 trận trên mọi đấu trường. Trong chuỗi trận thăng hoa đó, hàng thủ của Pep giữ sạch lưới đến 11 lần, 6 trận còn lại chỉ bị thủng lưới 6 bàn chia đều trong mỗi trận. Thống kê đó cho thấy hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Etihad đang đạt đỉnh như thế nào. Bộ đôi Ruben Dias và John Stones giờ đây như bức tường không thể xuyên phá đối với mọi hàng công tại Premier League. Đội bóng của Pep Guardiola giữ sạch lưới 11 trên 16 trận. Trong 6 trận để đối thủ ghi bàn, họ chỉ bị thủng lưới 1 lần ở mỗi trận. Ngay cả tam tấu hủy diệt Salah, Firmino, Mane của Liverpool cũng phải bế tắc khi đối đầu với thầy trò Pep Guardiola. Có thể thấy, Pep đã đột phá trong tư duy, biết đào sâu phòng ngự khi có ít cơ hội ghi bàn, để rồi sẽ chấp nhận những chiến thắng xích sao hơn, thay vì cố chấp tấn công ghi thật nhiều bàn cho bằng được. Hệ thống phòng ngự của Man City đã được cải thiện, nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn chỉnh như hiện tại nếu thiếu tân binh Ruben Dias. Nên biết, để tìm ra cặp bài trùng Dias-Stone ở hàng thủ, Pep đã phải trải qua nhiều thử nghiệm với Ake, Laporte và Garcia qua 5 cách bố trí hàng phòng ngự khác nhau. Chiến thắng 5-0 trước Burnley trên sân nhà đánh dấu bước ngoặt của Man City ở mùa giải năm nay. Kể từ đó, đội chủ sân Etihad duy trì mạch 13 trận bất bại tại ngoại hạng Anh và Pep sử dụng cặp Dias tồn trong cả 13 trận này. Trong khi tầm ảnh hưởng của Dias được ví với Virgil van Dijk ở Liverpool, thì sự kết hợp giữa anh và Stone được nhiều chuyên gia so sánh với cặp vệ đích Ferdinand của MU. Sự khác biệt ở Dias chính là việc anh luôn giao tiếp với các đồng đội lúc thi đấu. Hơn cả một hậu vệ có thể ngăn chặn những bàn thua, Man City cần giọng nói để truyền cảm hứng cho toàn đội. Họ đã không có điều đó kể từ khi Kompany rời đi. Phẩm chất lãnh đạo được Dias thể hiện từ khi còn nhỏ. Nelson Fechao, đồng đội cũ của hậu vệ người Bồ Đào Nha, tiết lộ với Athletic. Dias không im lặng một giây nào trong trận. Cậu ấy nói suốt 90 phút, không ngừng nghỉ. Tiến lên, lùi lại, khóa chặt cậu ta, di chuyển đến đó, lại đây. Chúng tôi cứ như chơi với một chiếc máy đọc chính tả vậy. Trong khi đó, nói về Dias, Pep khen không tiếc lời. Bản hợp đồng tốt nhất là cầu thủ bạn có thể sử dụng liên tục. Dù cầu thủ chất lượng thế nào mà anh ta dính chấn thương mỗi tháng, điều đó không tốt cho đội. Khả năng của Dias thật xuất sắc. Anh ấy hiểu trận đấu, muốn học hỏi và khiến người đối diện choáng ngợp trước khả năng tự chăm sóc cơ thể và tâm lý của mình. Quyết tâm của các cầu thủ thật tuyệt vời. Chúng tôi xác định khi chưa tạo ra nhiều cơ hội thì cũng không được để đối thủ có cơ hội ghi bàn. Tôi vô cùng biết ơn các cầu thủ của mình vì những nỗ lực họ đã bỏ ra. John Stone, Ruben Dias hay hôm nay là Laporte, tất cả đều rất tuyệt vời. Mỗi khi mất bóng, cả 11 cầu thủ đều sẵn sàng tham gia phòng ngự. Trong những khoảnh khắc đó, cả đội đã chiến đấu cùng nhau. Chúng tôi không có những cầu thủ ghi 2 hoặc 3 bàn mỗi trận. Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi không nằm trong top 10 của giải đấu. Vậy nên, chúng tôi phải chiến đấu dựa vào sức mạnh tập thể. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ bí quyết giúp hàng thủ Man City lột xác. Mặt khác, Manchester City cũng đang có trong tay những kẻ đóng thế hoàn hảo. Ilkay Gundogan, một mẫu cầu thủ hiếm khi được nhắc tới như một tay săn bàn thực thụ, cũng đang tỏa sáng với các pha lập công liên tiếp trong những trận gần đây. Các cổ động viên của The Citizen từng lo sốt vó khi thiếu vắng Kevin De Bruyne vì chấn thương. Nhưng nay, Gundogan đã lấp đầy khoảng trống đó. Ở tuyến dưới, Laporte trong lần trở lại sau chấn thương cũng thay thế tốt vai trò của Dias trong hệ thống phòng ngự, giúp Man Xanh giữ trắng lưới trước Tottenham. Một cái tên đáng chú ý nữa không thể không nhắc đến bên phía Man Xanh, đó chính là tài năng trẻ đang chơi rất vào form Phil Foden. Ở tuổi 20, Foden đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất Man City và đã vượt qua mốc 100 trận đấu, chính xác là 103 trận. Trong những mùa giải vừa qua, Pep biến Foden thành một cầu thủ toàn diện, đảm nhiệm được nhiều vai trò khác nhau tùy theo các đối thủ cũng như thế trận. Ở mọi vị trí, Foden đều mang đến hiệu quả. Điều này nhờ vào sự thông minh trong cách xử lý bóng cũng như di chuyển công bóng. Mùa này, Foden ghi 10 bàn thắng và thực hiện 6 pha kiến tạo. Foden nằm trong số những cầu thủ được Pep sử dụng nhiều nhất khi tích lũy 1.948 phút trên mọi mặt trận.
trong đó có 1.023 phút ở Premier League. Bên cạnh những lợi thế về vấn đề nhân sự, Man Xanh cũng cho thấy họ là một đội bóng đẳng cấp thế nào khi phải thi đấu xa nhà. Tính trong tổng số 11 trận làm khách tại Premier League mùa này, đoàn quân của Pep chỉ mới để thua đúng một trận, còn lại là 7 chiến thắng và 3 trận hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Pep đang có trong tay mọi yếu tố để có điểm, hay thậm chí là giành chiến thắng trước một đối thủ khó chơi như Everton ở trận đấu bù tới. Do đó, chuyến làm khách đến sân Goodison Park được dự đoán sẽ đem đến một kết quả có lợi dành cho thầy trò Pep Guardiola. Trong khi đó, đội chủ nhà lại đang bất lợi về mặt tinh thần. Everton ở vòng 24 đã bất ngờ để thua 0-2 trước đội bóng đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng là Fulham. Chấn thương của tiền đạo chủ lực Calvert-Lewin đã khiến cho Zotafi mất đi sự đe dọa lên hàng thủ đối phương. Ở mùa giải năm nay, Calvert-Lewin đang là cây săn bàn hàng đầu của nửa xanh vùng Merseyside với 13 bàn, xếp thứ 3 trong danh sách các chân sút hàng đầu ngoại hạng Anh mùa 2020-2021. Tuy nhiên, chấn thương gân kèo gặp phải trong trận đấu với Tottenham tại vòng 5 FA Cup đã khiến cho cầu thủ người Anh phải nghỉ thi đấu 2-3 tuần. Thiếu vắng Calvert-Lewin, Ancelotti đau đầu trong việc tìm giải pháp thay thế. James Rodriguez lúc này được đẩy lên đá tiền đạo. Nhưng thật khó để một mẫu cầu thủ số 10 cổ điển như James có thể cáng đáng toàn bộ trách nhiệm ghi bàn của đội bóng. Trong khi đó, tiền đạo còn sót lại của Everton là Richarlison lại thi đấu không tốt. Sau một giải 2019-2020 thi đấu như lên đồng, tiền đạo người Brazil bất ngờ sa sút khi chỉ mới có được 2 pha lập công sau 18 lần ra sân. Với tình thế như vậy, rõ ràng Everton sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn xuyên phá hàng thủ chắc như tường thành bên phía Manchester City. Yếu tố duy nhất mà đội chủ sân Goodison Park có thể cậy dựa vào lúc này chính là thành tích của họ khi đối đầu với nhóm Big Six. Sau 6 trận đã đấu, đoàn quân của Carlo Ancelotti đã giành được 15 trong tổng số 18 điểm trong các trận đối đầu với Big Six, trong đó chỉ để thua một trận. Thống kê này cho thấy Everton tỏ ra khá bản lĩnh khi đối đầu với Big Six ở mùa giải này. Và đây sẽ là thứ để người hâm mộ kỳ vọng về một kết quả bất ngờ giữa cặp đấu Everton gặp Manchester City. Dù vị thế của Everton và Man City vào lúc này là hoàn toàn khác biệt, thế nhưng các cổ động viên vẫn rất mong chờ cuộc so tài giữa hai huấn luyện viên xuất sắc của bóng đá thế giới. Tôi đánh giá cao Ancelotti, ông ấy là một huấn luyện viên tài năng. Tôi biết ông ấy khá rõ, chúng tôi đã đối đầu một vài lần với nhau, không nhiều. Các đội bóng của ông ấy luôn đánh bại các đội do tôi dẫn dắt. Ancelotti là một quý ông đáng kinh ngạc. Pep Guardiola đánh giá rất cao huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Thực tế cũng cho thấy, trước khi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của Everton, chiến lược gia người Ý là đối thủ kỵ sơ của Pep Guardiola. Carlo Ancelotti đã thắng cả hai lần chạm trán với Pep tại vòng bán kết Champions League mùa giải 2013-2014. Qua đó, Ancelotti là huấn luyện viên duy nhất toàn thắng 100% số lần đối đầu với Pep Guardiola trước khi ông đến nước Anh. Còn nhớ tại vòng bán kết Champions League 2013-2014, Real Madrid của Ancelotti vùi dập Bayern Munich của Pep Guardiola với tỷ số chung cuộc là 5-0, thắng 1-0 tại Bernabeu và 4-0 tại Allianz Arena. Trong buổi họp báo gần đây, huấn luyện viên Pep Guardiola cho biết, 2 hoặc 3 tháng trước, Man City chẳng có cơ hội nào để vô địch Premier League, nhưng giờ chúng tôi đã sẵn sàng. Man City đã là nhà vô địch, vậy tại sao chúng tôi vẫn phải thi đấu với Tottenham rồi Everton? Lời nói đùa của chiến lược gia người Tây Ban Nha đầy vẻ tự tin cho thấy The Citizen đã sẵn sàng lấy 3 điểm rời Goodison Park. Và video ngày hôm nay của Bóng Đá Mơ Plus đến đây là kết thúc. Quý vị đánh giá sao về cuộc chạm trán giữa Man City và đối thủ khó chịu Everton? Liệu Carlo Ancelotti có tiếp tục cho thấy sự khắc tinh của mình đối với Pep Guardiola hay không? Quý vị hãy để lại ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận. Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn nhận được những thông báo mới nhất từ Bóng Đá Mơ Plus. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!